chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, chiều qua Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh họp phiên đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Báo cáo tóm tắt kết quả, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hiếu cho biết, Ban chỉ đạo luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan tư pháp thành phố thực hiện các nội dung theo chương trình làm việc của Ban chỉ đạo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ ổn định phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo thường xuyên phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm. Các cơ quan tư pháp thường xuyên trao đổi thông tin, tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp, qua đó kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo. Qua những kết quả đó đã thể hiện sự miệt mài, quyết tâm, quyết liệt nỗ lực để bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công tác cải cách tư pháp gắn chặt với phòng chống tham nhũng, phối hợp giám sát để hạn chế rủi ro, hạn chế sai phạm trong thực thi công vụ. Đồng chí nhấn mạnh về công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp, tập trung rà soát giải quyết các vụ việc còn tồn động, khó khăn vướng mắc ở các cơ quan tư pháp của thành phố, đồng thời yêu cầu thời gian tới thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước đó trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan hữu quan tập trung đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tập trung nghiên cứu nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để vận dụng nghị quyết này trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nội dung quan trọng, trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Vì vậy, xác định trách nhiệm và chủ động tìm giải pháp để góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là khi thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn được các cấp chú trọng. Hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về kinh nghiệm trong hoạt động giám sát. Các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì tọa đàm. Thời gian qua, dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức 145 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó, cấp thành phố có 4 cuộc giám sát trực tiếp với 2 cá nhân và 39 tổ chức. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 145 cuộc giám sát trực tiếp với 15 cá nhân và 130 tổ chức. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận về kết quả đạt được trong công tác giám sát, nhiều mô hình hay góp phần giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tích lũy thêm kinh nghiệm, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giám sát. Bên cạnh nhiệm vụ lựa chọn đối tượng nội dung giám sát, đề xuất liên quan đến công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quy trình giám sát để phát huy hơn nữa vai trò và nâng cao hiệu quả của công tác giám sát cũng được các đại biểu quan tâm. Chúng tôi đi giám sát thì có hình ảnh cũng như là có các cái bản câu trả lời của người dân kiến nghị về những cái vấn đề gì quận và phường cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Không phải cứng nhắc là một cái phương pháp giám sát mà có thể là chúng ta giám sát nó phải có linh hoạt, tùy vào đối tượng, tùy vào nội dung để chúng ta lựa chọn phương pháp giám sát nó phù hợp để làm sao đảm bảo được là giải quyết nhanh, hiệu quả cái vấn đề bức xúc của người dân. Trước đây á, truyền thống là chúng ta sẽ giám sát tại hội trường trước, sau đó chúng ta sẽ đi thực tế. Tuy nhiên á, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đề nghị là chúng ta đi thực tế tại hiện trường trước, xuống coi cái công tác tuyên truyền với người dân, công tác tiếp xúc người dân, nghe người dân. Sau đó thì cái buổi mà giám sát tại hội trường nó rất là trọng tâm và nó đạt được những cái hiệu quả nó cụ thể. Đã chọn chủ đề, đã chọn nội dung rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật chuyên sâu về vấn đề này. Những vấn đề mình chất vấn đặt ra đúng mục đích,
đúng yêu cầu và đơn vị kia họ phải trả lời được đúng với mình. Nếu họ chưa trả lời được, như vậy họ chưa nắm rõ hoặc là họ triển khai chưa tốt, và qua hoạt động giám sát của mình giúp cho họ nhận thấy được những cái vấn đề họ còn thiếu sót. Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận thực trạng hiện nay cũng như những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giám sát. Để tránh trùng lắp giữa hoạt động giám sát, kiểm tra và thanh tra, hiện nay thì đối với thành ủy giao cho ủy ban kiểm tra thành ủy để tham mưu cho ban thường vụ thành ủy các cái nội dung cần kiểm tra giám sát, không để một đơn vị cứ hàng năm là cứ tiếp 3-4 đoàn kiểm tra giám sát đến thì thời gian đâu làm việc, thời gian đâu đi cơ sở. Thì phải có một cái chương trình, mà muốn làm được chương trình đó thì phải gửi kế hoạch và yêu cầu đảng đoàn hội đồng dân, đảng đoàn ủy ban mặt trận, đảng đoàn của cựu chiến binh, rồi đảng đoàn của hội liên hiệp phụ nữ thành phố dự kiến trong năm 2023 sẽ giám sát cái gì, đơn vị nào, thì lúc đó ủy ban kiểm tra sẽ tổng hợp thành một cái chương trình giám sát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động báo cáo với cấp ủy, trao đổi với các ban ngành để tham mưu cho ban thường vụ các quận, huyện, ủy trong quá trình lãnh đạo, thống nhất định hướng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát, đảm bảo cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cả nước có hơn 1,1 triệu liệt sĩ, gần 130.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 800.000 thương bệnh binh đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Tiếp nối công tác đền ơn đáp nghĩa, sáng qua Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tham dự họp mặt. Buổi họp mặt có 120 đại biểu là người có công tiêu biểu, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Họ là những tấm gương thương bệnh binh vượt lên khó khăn, tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho công tác đoàn thể, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Thế hệ chống Pháp và chống Mỹ và nhiều những đồng chí đã chẳng may hy sinh, không còn thì ở đây các em, các cháu còn sống phải có một cái lý tưởng, có một cái hoài bão để luôn luôn giữ vững cái đất nước mình luôn tươi đẹp. Tự mình nhủ mình phải phấn đấu, nên khi về hưu là tôi cũng không nghĩ là mình về hưu, mà tự nhận mình là nhận cái nhiệm vụ mới. Tôi xin có cái bài thơ tám câu bảy chữ như sau: hưu trí rộng đường trở lại đây, siêng năng sinh hoạt chọn nơi này, việc quan ấn chỉ bàn giao lại, chuyện tổ phố phường đảm nhận ngay, thân thể luyện rèn tăng sức khỏe, câu thơ trao chuốt giữ điều hay, tình nhà nghĩa nước luôn trọn vẹn, cuộc sống dòng đời nợ trả ai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã nhắc lại hai câu thơ mà Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi, nguyên chiến sĩ của đơn vị T-30 An ninh tỉnh Bến Tre đã viết trên xà lim nhà tù Mỹ Ngụy: xương ta gãy để nối liền Nam Bắc, máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành. Tiếp tục giữ vững tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách đối với người có công và thân nhân, toàn hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của chính mình. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho độc lập, tự do, hòa bình ngày hôm nay. Xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày một vững chắc, giàu đẹp hơn. Tiếp tục đóng góp cho việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Kỷ niệm 76 năm ngày 27 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 120 phần quà đến người có công, thương bệnh binh tham gia buổi họp mặt. Hoạt động góp phần trao truyền tinh thần đền ơn đáp nghĩa, giáo dục cho thế hệ hôm nay về lòng biết ơn, công lao to lớn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố nền tảng đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Liên đoàn Lao động quận 7 vừa tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn quận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2025, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 36.000 đoàn viên công đoàn của quận. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực không ngừng, các cấp công đoàn quận 7 đã hoàn thành đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội năm, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. Các chương trình chăm lo Tết Nguyên Đán, hoạt động trong tháng công nhân hàng năm, trao tặng mái ấm công đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, phong trào thi đua yêu nước được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trước thời hạn. Với 5.003 trên 4.667 sáng kiến, đạt tỷ lệ 107,2%, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, phát triển đảng viên được tập trung thực hiện tốt. Nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu hành động, đổi mới sáng tạo hoạt động công đoàn vì quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Công đoàn quận 7 quyết tâm xây dựng lực lượng đoàn viên, người lao động ngày càng lớn mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận 7 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Chiều qua, chung kết cuộc thi quận 8 với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã được diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vòng chung kết, 12 đội xuất sắc nhất được chọn từ vòng loại cùng tranh tài với hai phần thi: thi tìm hiểu kiến thức với hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi và thuyết minh giới thiệu sản phẩm tuyên truyền gồm infographic và clip trailer. Với sự am hiểu sâu rộng về kiến thức văn hóa văn nghệ cùng khả năng thuyết trình ấn tượng, đơn vị Đảng ủy phường 6 và đơn vị trường mầm non 19 tháng 5 đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về các đơn vị Đảng ủy phường 4, trường Trung học Hồng Đức, Đảng ủy phường 3, trường Trung học Vạm Cỏ. Cuộc thi không chỉ góp phần tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, mà thông qua cuộc thi có thể chọn được các cá nhân có khả năng thuyết trình, bổ sung vào lực lượng tuyên truyền, giới thiệu lịch sử văn hóa của quận. Tình thế giới, ngày 25 tháng 7, Duma, quốc gia tức là Hạ viện Nga, đã thông qua dự luật nâng độ tuổi tối đa về nghĩa vụ quân sự đối với nam giới nước này từ 27 lên 30 tuổi, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Dự luật được đệ trình bởi một nhóm đại biểu, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga Andrei Katapolov. Theo đó, nam giới Nga từ 18 đến 30 tuổi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm hoặc trải qua quá trình đào tạo tương đương so với luật hiện tại là từ 18 đến 27 tuổi. Một số nội dung khác trong dự luật mới bao gồm cấm người có lệnh gọi nghĩa vụ quân sự rời khỏi Nga, chế tài tạm thời với những người này nếu họ không trình diện trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được lệnh gọi trực tuyến. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, trong ngày 28 tháng 7. Sau đó sẽ được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành thành luật chính thức. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn thành đợt gọi nhập ngũ thường kỳ của mùa xuân năm nay với 147.000 tân binh. Ngày 25 tháng 7, Iran đã giới thiệu một loại vũ khí mới là tên lửa hành trình Abu Mahdi, có khả năng phóng lên từ các bệ phóng di động và có tầm bắn 1.000 km. Loại tên lửa mới đã được trang bị cho hải quân và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng phòng thủ của quốc gia này. Bộ Quốc phòng Iran cho biết tên lửa Abu Mahdi có khả năng chống áp chế điện tử, tránh bị radar phát hiện và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự tính toán đường bay. Tên lửa này được sản xuất tại Iran, được đặt theo tên của cựu chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis, người đã bị ám sát cùng với cựu tư lệnh Qasem Soleimani của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào tháng 1 năm 2020 bên ngoài sân bay Baghdad. Theo các nhà phân tích quân sự, tên lửa Abu Mahdi được thiết kế dựa trên tên lửa hành trình KH-55 mà Iran mua của Ukraine cách đây 20 năm. Vào cuối tháng 5,
Iran cũng đã ra mắt tên lửa đạn đạo Khaibar với tầm bắn 2.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1,5 tấn. Iran nhiều lần khẳng định các trang bị vũ khí của nước này chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và bảo vệ an ninh khu vực. Cuối ngày 25 tháng 7, theo giờ Việt Nam, làn sóng biểu tình đã tiếp diễn tại Israel một ngày sau khi quốc hội nước này thông qua điều khoản cải cách tư pháp gây tranh cãi. Đến nay, thì hàng ngàn bác sĩ và nhân viên y tế ở nước này đã đình công và biểu tình. Nhiều hiệp hội lao động cũng đang hiến lên kế hoạch liên kết đình công thời gian tới. Điều khoản mà Quốc hội Israel vừa thông qua sẽ hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ. Với nhiều người dân, đây là một quyết định gây ảnh hưởng đến hệ thống các biện pháp thiết chế và cân bằng quyền lực giữa các cơ quan chính phủ, gây ảnh hưởng đến nền dân chủ Israel. Bên cạnh giới y tế, một liên đoàn lao động lớn tại Israel đại diện cho khoảng 800.000 công nhân cho biết họ sẽ triệu tập các thành viên trong những ngày tới để lên kế hoạch tổng đình công trên toàn quốc. Trước tình hình đó, đoàn công du đến Đức gồm chánh án của tòa án tối cao Israel đã phải cắt ngắn chuyến công tác của mình để về nước giải quyết khủng hoảng. Họ sẽ thảo luận về các kiến nghị phản đối cuộc đại tu chính trị. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bất kỳ động thái nào của tòa án nhằm bác bỏ luật mới của ông Netanyahu đều có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp và đưa các thẩm phán vào một cuộc xung đột chưa từng có với chính phủ Israel. Ngày 25 tháng 7, Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu chuyển hơn 1 triệu thùng dầu khỏi tàu chở dầu siêu tải trọng FSO Zephyr ở ngoài biển khơi Biển Đỏ nhằm ngăn chặn một thảm họa môi trường và nhân đạo trên quy mô lớn có thể gây thiệt hại lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng tàu Zephyr có thể gây ra thảm họa tràn dầu nhiều gấp 4 lần thảm họa của tàu Exxon Valdez năm 1989 ở ngoài khơi Alaska, gây hại cho bờ biển Yemen và Biển Đỏ. Tàu FSO Zephyr dài 360 mét, có 34 bể chứa. Tàu chở dầu siêu tải trọng này đã neo đậu ngoài khơi Yemen trong hơn 30 năm qua và được dùng như một kho chứa dầu nổi. Liên Hiệp Quốc cảnh báo cấu trúc của tàu đã xuống cấp trầm trọng và nó có nguy cơ phát nổ. Cuộc chiến ở Yemen bùng nổ đã khiến quá trình duy tu, bảo dưỡng tàu Zephyr năm 2015 bị đình trệ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết do không có ai nhận thực hiện hoặc có đủ năng lực thực hiện, nên Liên Hiệp Quốc phải đứng ra thực hiện việc phức tạp và nhiều rủi ro này. Dầu trên tàu Zephyr đang được chuyển sang tàu Nautica và dự kiến diễn ra trong 19 ngày. Nếu thảm họa tràn dầu xảy ra, dầu có thể lan rộng đến bờ biển châu Phi, gây hại cho các loài cá trong 25 năm sau đó và xóa sổ 200.000 việc làm. Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc ESCAP ngày 25 tháng 7 cho biết, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn quan trọng để có thể củng cố năng lực ứng phó thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Báo cáo của Ủy ban trên cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã hứng chịu hơn 140 vụ thiên tai, làm 7.500 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế 57 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Dự báo năm 2023, nếu nhiệt độ trái đất tăng 2 độ C, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể chịu thiệt hại hàng năm lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 3% tổng GDP khu vực. Do đó, ESCAP nhấn mạnh, thế giới cần chuyển sang cách tiếp cận tăng cường năng lực chống chịu, trong đó tập trung tăng đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ với khả năng giảm thiệt hại do thiên tai tới 60%. Ủy ban này cũng kêu gọi khu vực châu Á-Thái Bình Dương phối hợp thông qua các biện pháp thích ứng cùng với các chiến lược khu vực để đạt cảnh báo sớm cho tất cả vào năm 2027, trong bối cảnh nguy cơ thiên tai có thể vượt quá khả năng thích nghi. Trở lại với những thông tin trong nước, thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu trong vòng 3 năm tới sẽ nâng tỷ lệ lên mức 25 điều dưỡng trên 10.000 dân, trong khi để đạt chỉ tiêu có 3 điều dưỡng trên 1 bác sĩ theo quy định, cần bổ sung gấp đôi lượng điều dưỡng viên hiện có. Nhu cầu trong ngành điều dưỡng trở thành một thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên theo đuổi ngành học này. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành hộ sinh, bên cạnh tập trung việc học, em Thúy Vi còn dành thời gian tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng để có thể thích ứng được với yêu cầu hiện nay. Chuyên ngành của em là hộ sinh cho nên là sẽ thực hiện nhiều cái kỹ năng lâm sàng rất là nhiều, cho nên là em mong muốn là em sẽ được làm những cái bệnh viện mà có thể là nâng cao tay nghề của mình, giúp em hỗ trợ về cái mặt tư duy và có nhiều cái kiến thức chuyên ngành hơn.
Thực tế cho thấy nhu cầu cấp thiết cần gia tăng số lượng điều dưỡng viên đạt tiêu chuẩn tay nghề tại Việt Nam. Sự áp lực về các nguồn nhân lực này lại chính là cơ hội cho các bạn trẻ được phát triển, cống hiến cho ngành y thông qua việc học tập và gắn bó với nghề điều dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước. Cái nền phát triển hiện tại của y tế thế giới và y tế Việt Nam thì cái ngành điều dưỡng ở Việt Nam cũng phát triển liên tục và các bạn cũng có một cái định hướng phát triển riêng cho bản thân mình cũng giống như cái nền đào tạo của Bộ Giáo dục và kết hợp với những trường đại học y dược hiện tại thì cái sự phát triển về đào tạo và cái cấp độ học tập của các bạn có một sự thay đổi rất là rõ rệt. Các bạn biết mục tiêu học tập như thế nào và định hướng tương lai của các bạn ra sao. Vì vậy nên những cái công ty sau này như chúng tôi tuyển dụng thì sẽ dễ dàng tìm ra được những nhân sự mà có tố chất tốt và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Mỗi năm chúng tôi có những cái đợt tiếp xúc với nhà tuyển dụng trong quá trình đào tạo và từ cái tiếp xúc đó chúng tôi có được cái yêu cầu và những cái đòi hỏi của cái ngành với những cái thay đổi trong cái thời đại mới thì chúng tôi đưa những cái thay đổi đó vào chương trình đào tạo và đó là lý do mà các nhà tuyển dụng rất là thích tuyển dụng cái nguồn nhân lực từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tại vì nó phù hợp và họ không phải đào tạo lại. Họ có được cái nguồn nhân lực có thể sử dụng ngay, đưa vào trực gác, đưa vào làm việc ngay. Bên cạnh trang bị vững kiến thức chuyên ngành, nhiều hoạt động kết nối giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực và các đơn vị tuyển dụng sẽ giúp sinh viên có thêm định hướng về nghề nghiệp, cập nhật trong nhu cầu tuyển dụng ở các đơn vị và nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu vận hành thêm 5 tuyến đường thủy kết hợp du lịch sông nước với nhiều điểm đến hấp dẫn, kỳ vọng tạo ra một thành phố trên bến dưới thuyền. Trước mắt, du lịch đường sông chỉ khai thác ở mức cầm chừng do thiếu bến bãi và thiếu kết nối với hạ tầng trên bộ. Đây là một trong những hoạt động khai thác du lịch trên sông Sài Gòn hiện đang rất thu hút du khách. Mỗi tối, công suất của tàu đều đạt trên 90%. Mặc dù vậy, hiệu quả kinh tế chưa cao, một phần là bởi chưa thu hút khách được nhiều vào ban ngày, còn ban đêm thì chỉ hoạt động đến 22 giờ. Con tàu này vẫn chưa khai thác hết cái công năng của nó bởi vì hầu như ban ngày là để phơi mưa phơi nắng thôi chứ cũng chưa hoạt động được nhiều. Hay là sau 9 giờ 9 rưỡi tối là cũng lại đóng cửa lại. Khi mà nhà nước cho cái cơ chế thì các cái loại hình dịch vụ nó mới phát triển được. Chứ còn bây giờ chúng tôi có nghĩ ra không dám triển khai. Còn tại bến Nội Đô trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, tình trạng thuyền nằm chờ khách là thường nhật. Theo doanh nghiệp khai thác tuyến du lịch này, một tháng chỉ có vài nhóm khách đoàn, còn khách lẻ thì lác đác vài người trong cả tuần. Dù biết phải làm mới sản phẩm để thu hút khách, nhưng một mình doanh nghiệp rất khó để làm. Hầu như là doanh nghiệp đang bỏ tiền túi ra để mà vận hành là nhiều hơn chứ không chưa có đủ chi phí được. Thực tế để làm du lịch đường sông, việc đầu tiên là sông, kênh rạch phải sạch, cảnh quan phải đẹp, khách mới thoải mái thưởng ngoạn. Tiếp đó phải có hạ tầng bến bãi kết nối, tạo thuận lợi cho du khách, đồng thời phải phát triển các loại hình dịch vụ trên bến để bến không chỉ là nơi trung chuyển khách lên thuyền mà còn là nơi để khách vui chơi giải trí, từ đó phát sinh nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ. Nếu kinh doanh du lịch trên bờ khó một, thì kinh doanh du lịch đường thủy, đường sông ở Sài Gòn nó khó gấp mấy lần. Trên sông nó phải nối kết với lại trên bờ, có những cái trạm dừng với kiểu tôi nói như kênh Nhiêu Lộc á. Bây giờ muốn lên không lên được bởi vì có bến đâu mà lên. Ngay cả ở kênh Nhiêu Lộc hai cái bến Nội Đô đó rất là khó hiện nay, không có cho phép giữ xe. Trong năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 35 triệu lượt khách quốc tế và nội địa, nhưng số khách trải nghiệm du lịch đường sông chỉ chiếm hơn 1%. Kết quả này được đánh giá là không tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thành phố. Sẽ rất khó để các bến thuyền tấp nập du khách, để những con thuyền được chạy liên tục mà không phải nằm bờ mòn mỏi chờ khách, khi mà việc phát triển sản phẩm du lịch đường sông vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngày 15 tháng 8 tới, thời hạn thị thực điện tử e-visa cho khách du lịch sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Sau khi được cấp thị thực điện tử trong 90 ngày, khách du lịch cũng được nhập xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới. Và du lịch Việt đang đợi cú hích từ du khách ngoại khi mà mùa cao điểm đón khách quốc tế năm nay đang đến gần. Chính sách mới về thị thực xuất nhập cảnh được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 sẽ có hiệu lực đúng vào mùa cao điểm du lịch từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Hiện nay bên cạnh việc thông báo tới các đối tác liên quan, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút thăm dò nhu cầu tại các điểm đến, đổi mới sản phẩm để tăng thời gian trải nghiệm và tăng chi tiêu của du khách. Du khách đã tiếp cận gần hơn đến hệ thống dịch vụ trực tiếp. Chính vì vậy, cái chính sách thị thực mới sẽ mở đường cho rất nhiều luồng khách mới, đặc biệt
là những luồng khách chủ động, luồng khách gia đình, những luồng khách đi nhỏ lẻ. Và cái xu hướng này sẽ gây áp lực lên hệ thống dịch vụ, buộc phải thay đổi để chúng ta phù hợp với cái chính sách mới. Và có thể là chính sách này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho chúng ta nâng cái sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam, nói chung, các địa phương nói riêng, trong cái việc tiếp cận các nguồn khách du lịch quốc tế. Chắc chắn 6 tháng còn lại 2023 và những năm tiếp theo, chúng ta sẽ ghi nhận cái lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng hết sức đáng kể. Chính sách e-visa được mở là cú hích cho mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tuy nhiên đây chỉ mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là những giải pháp đồng bộ để du lịch Việt Nam hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn. Hiện nay khách du lịch họ trân trọng thời gian, trân trọng cuộc sống của họ, cho nên họ đòi hỏi phải có những dịch vụ tốt nhất. Đó là cái mà chúng ta yếu. Cho nên vấn đề đặt ra nay là phải nâng cao nhanh chóng những cái chất lượng dịch vụ và những cái sản phẩm phù hợp nhất. Thì đấy là cái mục tiêu đặt ra cho cái việc khôi phục của chúng ta. Bên cạnh đấy có rất nhiều việc chúng ta phải làm. Đó là sự phối hợp giữa các ngành sẽ làm sao. Đặc biệt là trong cái chuỗi cung ứng những cái sản phẩm du lịch ấy, thì chúng ta phải làm thế nào để kết hợp hài hòa để đảm bảo cho cái giá thành du lịch của chúng ta nó phù hợp nhất. Cái cạnh tranh về giá không phải là vấn đề quyết định trong giai đoạn tới, nhưng nó là vấn đề hấp dẫn đối với khách du lịch. Thái Lan hay cả Malaysia, Indonesia thì họ đều có những chính sách visa rất là thông thoáng, thậm chí có những chính sách visa vàng cho du khách có thể đến ở trong 3 năm đến 5 năm vào ra nhiều lần. Thì rõ ràng thì chúng ta coi du lịch mà ngành kinh tế thì chúng ta cũng phải coi được những chính sách, những đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang có những chính sách visa vàng như thế nào để có thu hút du khách có thể quay ở lại Việt Nam lâu hơn, hoặc đặc biệt là những cái tầng lớp trung và cao cấp, hay hoặc là những khách giàu có, hay hoặc là những khách nghỉ hưu chẳng hạn, họ có thể ở lâu hơn. Chúng ta có những bờ biển rất là dài và nắng ấm, như vậy là những cái chính sách visa của chúng ta thoáng ấy, sẽ giúp cho cái lượng khách mà có thời gian và có khả năng chi trả thì ở sẽ lâu hơn và chi tiêu tiền nhiều hơn. Thì tôi nghĩ sẽ thu hút được rất là nhiều cái lượng khách đến nghỉ hưu này, có nhà thứ hai ở Việt Nam này. Thì tôi nghĩ là đấy là những chính sách mà chúng ta cần phải phát triển trong thời gian tới. Hiện nhiều chi phí đầu vào của ngành du lịch luôn ở mức cao, như giá vé máy bay cao, dịch vụ nhà hàng khách sạn đắt đỏ, chi phí lao động cũng tăng. Đây là những vấn đề đặt ra và cần sớm có giải pháp giải quyết để kích cầu hấp dẫn du khách trong thời gian tới. Lấy cảm hứng từ chính sự đa dạng, phong phú của mảnh đất ngàn năm văn hiến, triển lãm Lớp Lớp Hà Nội gồm những bức tranh thể hiện những góc nhìn đa chiều, thú vị và đầy tính nghệ thuật về nét đẹp của Hà Nội, được khắc họa tỉ mỉ bởi thế hệ họa sĩ trẻ trên khung canvas được ghép từ vải vụn. Trong hơn một tháng, nhóm bạn trẻ với hơn 10 người đã thu thập hơn 100 kg vải vụn, thực hiện tái chế làm toan và kết hợp cùng gần 50 họa sĩ trẻ khác, sáng tạo, hoàn thiện những bức tranh độc đáo về Hà Nội. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và nhịp sống quen thuộc của Hà Nội. Dưới bàn tay của những người nghệ sĩ, hình ảnh thành phố hiện lên với nét cổ kính, xen lẫn hiện đại một cách trọn vẹn, độc đáo. Dựa trên chất liệu đặc biệt là vải vụn tái chế, mỗi nghệ sĩ lại có một cách thể hiện và sự kết hợp chất liệu riêng biệt, đem đến trải nghiệm độc nhất cho tranh của mình. Trải vụn hướng đến tính bền vững, tính lâu dài, thì cái bức tranh của em cũng nhắc nhở mọi người để mọi người nhớ đến nguồn cội và nhớ đến những đặc điểm đặc trưng của Hà Nội, không chỉ là những hình ảnh quen thuộc như là trà đá vỉa hè hay là những khu nhà tập thể hay là phố cổ, mà mọi người còn có thể nhớ đến những khu làng nghề. Cái vẻ đẹp Hà Nội ở đây nó cổ kính hơn, nó cũng pha thêm chút sáng tạo, năng động của người trẻ vào cái bức tranh, và cũng từ đấy là ý nghĩa là góp phần bảo vệ thêm được môi trường Hà Nội nhiều hơn. Thông qua những bức tranh nghệ thuật đầy sáng tạo, có thể nhìn thấy những tầng khác nhau của Hà Nội, từ những lớp kiến trúc, lịch sử, văn hóa cho đến lớp tình cảm và con người, tạo nên sự phong phú đa dạng của thủ đô. Chúng tôi chỉ có một tháng để làm, để có thể báo cáo lại cho cơ quan tài trợ và đơn vị đồng hành. Và từ cuối tháng 6 đến bây giờ, chúng tôi chọn đề tài là Lớp Lớp Hà Nội, lớp trong từ lớp vải, vì rất nhiều những lớp về tình cảm, lớp về nội dung, lớp về cảnh quan của Hà Nội để vẽ lên và ủng hộ tranh Hà Nội luôn. Thì vì đã từ đầu ác muốn ủng hộ và bảo vệ môi trường xung quanh liên quan đến địa phương là
là thủ đô Hà Nội. Triển lãm mang đến cho người xem một hành trình thú vị, khám phá không chỉ ở vẻ đẹp mỹ thuật mà còn với mục tiêu hướng tới nghệ thuật xanh và bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về tái chế và bảo vệ môi trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.